Hôm nay cuối cùng mình sẽ bị cách ly tại Airbnb xong, trở về nhà luôn cả nhà ơi. Rất là vui, quá vui luôn. Mình không biết là làm sao express. Rồi mình mới tới nhà Airbnb của Quyên rồi cả nhà ơi. Bây giờ đi với mình nhé. Nga, bà sao yo? Lần quần nãy giờ mình xuống tới xe rồi cả nhà. Cảm ơn anh yêu. Lên xe thôi. Quyên xong rồi dẫn mình đi ăn. Mong là sundubuchi nghe, mong yêu thích của Quyên nè. Cách đậu hũ. Ăn gì mà? Trong đây có thịt heo, có bò. Một con ổ thịt bò hả? Có một con bạch tuộc, với lại miếng, rồi đậu hũ. Anh ơi, anh để cái đó vô chén của anh luôn, tại em không ăn bạch tuộc luôn. Quyên còn đang trễ giấc cho nên là không ăn đồ biển một tuần. Nhưng còn bạch tuộc anh có con bực anh ăn đi. Squid game. Anh rước Quyên bây giờ là 11 giờ, gần 11 giờ rưỡi rồi cả nhà. Ghé đây ăn một chút xong rồi còn đi công chuyện với anh nữa. Ăn gì mà? Dạ. Bên này thì có mấy cái món ăn kèm. Đủ loại hết trơn. Ngon lắm. Ăn đi. Dạ. Ăn tóc bột. Ăn xong rồi, bây giờ đi thôi. Mùa thu rồi. Cây lá vàng lá đỏ quá đẹp. Yeah, các nhà ơi, Quyên đã tới nhà rồi. Hơn tuần. Đi hơn tuần, bây giờ mới về tới. Yeah. Đi nhà rồi. Dạ. Yeah. Home sweet home ha. Bây giờ mình không biết, nhưng mà trước khi mình về bên nhà, mình chuẩn bị một cái gì bất ngờ cho mình nha cả nhà ơi. Thế là qua cuộc mình chuẩn bị cho mình nha cả nhà ơi. Ủa cái gì á? Hả? Trước trước em ngay phố nuôi Việt Nam. Ủa? Quá rồi, biết rồi, nhưng mà ngay phố nuôi Việt Nam em ở cách ly rồi mà. Ông phải chuẩn bị cái này cho anh nè. Ủa, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Phải là chúc mừng ngày em về nhà chứ. Hai cái. Cái gì hôm nay anh? Congratulations. Em mở đi. Ok. Mở luôn đi. Cảm ơn anh. Anh chồng tôi nay đã bất ngờ cho vợ ngày quá trời gió yêu của mình nè. Ngày cách ly xong về nhà qua nói trước cả nhà. Tội gì nữa? Trước khi mở, em tưởng tượng đi. Không biết. Quá quà là gì? Không biết. Thấy luôn. Mới đi, mới đi. 1, 2, 3. Wow. Sao riêng. Lần này á, lần này là sao riêng Việt Nam. Vậy hả? Ủa
sao riêng Việt Nam mình á. Quá thơm luôn. Thơm hả? Ôi. Hai cái cho nhà mày. Hai trái luôn. Hai trái luôn. Cảm ơn anh. Tại vì á, lúc trước là mình muốn sao riêng tới Thái Lan, em có nhớ không? Nhưng mà cái đó thất bại, cho nên mình chọn sao riêng Việt Nam mình. Nó còn đông đá lên rồi. Ăn được chưa ta? Không có sao riêng tươi ở Việt Nam. Cannot find it in the internet. Em coi giờ ăn được chưa đó. Sao riêng Việt Nam đông đá nha cả nhà ơi. Thơm lắm cả nhà. Trời sao anh biết em thèm sầu riêng hay vậy? Em thèm sầu riêng always. You always hungry for durian mà. Bà biết mà. Đây, sầu riêng đây. Nè cả nhà. Không thơm, không thơm. Nếm xe xin chụp thơ. Cái này chứ. Wow. Cái trái này nhỏ, được 3 học. Quá thơm luôn. Quá thơm. Em đã ăn 6 luôn đi. Làm sao được không? Để em mở ra thử coi nó ấy nó làm sao rồi. Cái trái này đông đá cả nhà. Cái trái này còn cứng quá chắc không ăn được quá. Trái này còn cứng quá. Cả nhà ơi, cả nhà có thấy Win ôm hơn không? Ôm hơn. Em ôm hơn á. Phải thấy em ôm hơn á. Ôm à. Tôi nhìn. Cái này, cái này còn cứng không ấy được. Ăn xong lát em đi cân thử rồi. Ờ, đây. Bây giờ Quyên ăn thử nha. Em ăn thử trước nha anh yêu. Hào hứng ha. Hào hứng lắm. Oh. Như kem vậy trời, cứng ngắt hả? Ăn nguyên muối luôn. Ăn. Ha, sao riêng là Việt Nam số 1 nè. Cái hộp chút xíu ha. Ngon quá. Vậy sao? Feel better ha. Chúc em ngày phụ nữ Việt Nam 10 ngày chết rồi nhưng mà. Chúc em come back. Ngày phụ nữ Việt Nam. Tại vì Opa là người Hàn Quốc mà. Con có biết tao. Khi Opa đi lên Facebook thì Opa biết. Ủa nhưng mà ngay ngày đó anh có chúc em đâu. Lúc đó là Opa không biết á. Sao ngày phụ nữ Việt Nam Opa đi lên Facebook và biết. Hiểu không? Rồi sao đó anh cũng không nói luôn. Tại Opa phải bất ngờ em nè. Boom. Vậy sao? Thay người ta. May mắn ha. Wow, 맛있게 드세요. Nha. Sau khi ăn chúng ta nghỉ chút nha. Đi từ sáng giờ luôn cả nhà. Hôm nay cũng mệt mỏi một chút. Bao nhiêu màu có? Cả nhà có biết không? Khi mình bị đau hoặc là bị bệnh á, mình nhỏ quê hương của mình đúng không? Đúng rồi. Mình nhỏ quê hương, mình nhỏ món ăn của quê hương. Cái đó
Durian cũng là kiểu như trái cây quê hương của Win. Nên Win thêm sau đường nữa. Ờ, bà cố gắng mua sau đường nhiều hơn cho em nha. Làm sao? Giờ anh bên đây nha. Anh ăn ngay bên đây. Ở phần bên này hả? Dạ. Cái này của mình. Đây là tôi chụp. Ồ, đẹp đẹp ha. Quá trời nè. Em à, khi em bị cắt đi ở Airbnb em không ăn hả? Em không ăn hả? Opa rồi cho mình mong quá trời chơi nè. Không được. Không được hả? Dạ. Tôi nhiều quá. Cái bụng nó lạnh bành gì kỳ lắm cả nhà ơi. Không phải không ăn. Một ngày ăn hai cử, mỗi lần ăn có chút xíu à. Nhưng mà sau đi em có thấy cảm thi cái này ngon không? Không nhiều, không. Không nhiều không hả? Không nhiều. Ồ, nhiều không? Tại cái lưỡi nguyên. Nhưng mà nó cũng có vị chứ không phải là không. Ngon hơn là sầu riêng. Xin lỗi nhỉ. Thêm sầu riêng cả nhà. Ngon, ăn ngon. Yippee. Yippo. Sao anh cười dữ hả? Tại vì lâu rồi không không gặp vợ yêu của mình nè. Mệt quá trời. Rồi, cho anh ăn nè. Anh ăn thử coi ngon không? À, cái lưỡi em á, nó còn bị lạc quá. Cho nên á, cái nhà ăn không có cảm thấy ngon 100%. Sao em bị nâng rồi? Cái này nè. Ngon. Over. Làm quá lên nè. Cả nhà coi. Có ai? Nó thiệt. Ăn đi. Over. Nói chuyện ngon không? Có xin hóa xin đặt à? Theo, theo bà. Kem quá. Giá người kem hả? Quá chín. Ở ngoài lạnh lạnh giòn nhiều ice. Trong này là mềm. Anh thấy là durian này quá ngọt quá. Quá ngọt không? Ủa sao em không thấy ngọt nhiều ta? Ngọt. The taste is too dense. It condensed. Yeah. No, no, no. Taste outside, inside different. Yeah. I think it's because of the Đông Lạnh. Ở ngoài á, không có ngon nhiều. Mà cái này chỗ này là ngọt và đậm đà. Đậm đà luôn á, đừng có đậm đà. Mà sao đường tươi ở Việt Nam là số 1 ạ? Em thấy á, cái này là số 2. Xin lỗi người Thái ở đợt rồi mình đi Thái Lan á, mình ăn durian bốn con ngon, mà không biết là hình như 500.000 một hộp một muối đó. 500.000 hay gì đó. Sao đường tươi Thái ở Hàn Quốc là không còn sao em Thái cũng ngon lắm chứ bộ.
Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay anh Hun rước Nguyên về nhà nè, sau 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 cái đợt cách ly rồi ổng chúc mình ngày phụ nữ Việt Nam bằng hai trái sầu riêng. Hai vợ chồng mới ăn xong mắc cười á. Nói chung là cũng vui. Rồi tới đây hai vợ chồng kết thúc video nha, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, Quyền về nhà khỏe, con sống, cho nên đừng có lo lắng. Rồi nhập sống. Rồi bye bye cả nhà.